Rồi chào mọi người nha. Anh em lên mọi người một con Mitsubishi DL33 nha. Con này nằm 36 ly, máy cực kỳ đẹp luôn mọi người. Máy zin nguyên hết nha, hàng bãi nội địa Nhật nha. Máy này cực kỳ, cần nó còn tem mọi người. Đồ đeo rất là đẹp. Đó, máy rất là sáng sủa nha mọi người. Bao zin nguyên hết, máy nòng chưa bung. Đó, áo yếm còn nguyên mọi người. Máy có chân chống luôn nha. Bình xăng lớn zin. Chế hai kim Wambo. Đó, con này mọi người coi cái nào nó rất là đẹp nè. Lép lên rồi. Đó, mọi người sáng ốc đẹp nha. Gọn gàng chưa bung, nằm sáng. Đó, DL33 hàng bãi riêng nguyên nha. Máy nào mà nó có sự khác biệt của nó với hàng tàu á là đây mọi người nhìn nè. Lốp có chữ mắt in da băng nè, dập nổi luôn nha. Đó, nằm trên lốp. À, mọi người coi keo lốp rồi rất là gọn gàng đẹp, hàng Nhật về rất là sáng sủa nha. Bình xăng lớn riêng luôn, chưa thay thế. Mọi người coi cái nắp xăng riêng luôn, đẹp, rất là đẹp luôn. Đó, nắp xăng có lỗ thông hơi bài bản. Cho này bên em đã dập nổ rồi, máy rất là đẹp. Rồi dây của nó sáng nè. Đó, quá vip luôn mọi người. Em thử nổ nha. Máy này thì mọi người cũng xài như các máy kia thôi, bơm xăng kéo e lên giật 2-3 cái nó nổ rồi đẩy xuống nha. Còn máy mà đang hoạt động, mới hoạt động thì mình tắt máy là mình cứ giật thử, giật thử nó không nổ rồi mình mới bơm xăng kéo e làm lại từ đầu nha. Nổ thôi mọi người. Tiếng máy nổ rất là êm, thì thầm luôn. Rất là êm. Kem. Còn tắt đây, chè là tắt đây nha mọi người. Thử lại khác nữa nha. Thấy không? Chè giật mới tinh nè. Này, bao cần nè. Tay bên em đã vô tay bóp rồi nè. Đó, tim còn luôn mọi người. Cần nè. Đó, trong chẻo. Và đầu bò riêng của nó thì cũng có sẽ có ký hiệu nè mọi người. Đó, các ký hiệu nha. Tiến kịp xài này còn xài con 87 nha mọi người. Đẹp ken, ốc riêng còn đủ cảnh hết. Rất là kỹ càng nha. Xem. Đó, mọi người mua bên em thì em sẽ tay kèm theo cho mọi người 5 món phụ kiện nha. À, một con dao nè, một đồ mở dao. Mà đồ mở dao là nó có kèm theo mở chung với cái buri luôn nha mọi người. Và sẽ tặng mọi người thêm một buri NGK là tốt. Và một che mang. Đó. Chung là kèm theo mọi người 5 món phụ kiện. Đó, rồi. Mọi người xem có hợp không hợp thì liên hệ số điện thoại trực tiếp hoặc là báo các bạn Zalo em có thể báo giá nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ạ.